bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại em trai đánh vợ một lần mà bị ở tù 9 lần đó cả nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tâm sự của em nhiều hơn nữa. Theo sự cảm nhận của mình thì em còn rất là thương vợ và thương con của mình. Khi nói chuyện với em, khi tâm sự với Uyên Quỳnh thì em khóc và khóc rất là nhiều. Đàn ông mà khóc rồi mình cảm giác được là em trong lòng em vẫn chưa có yên ổn. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe tâm sự của em hôm nay. Hello em, đang làm gì vậy? Dạ em đang ở nhà. Ủa, nay không đi làm hả? Dạ ngồi đang tuyết chị. Ủa, bữa nay bên em cũng có tuyết nữa hả? Dạ có xíu ạ. Rồi hôm nay em có đi làm không? Dạ hôm nay thì em chưa đi làm đây. Bữa giờ tại mưa 2 ngày. Hôm qua mưa rồi tuyết hết chị. À. Dạ. Hôm nay là chị gọi cho em đăng báo cho em tin vui đây. Dạ chị. Hả? Dạ. Tin vui chị. Sao còn khủng hoảng không? Thì cũng đâu có khủng hoảng đâu chị. Thì buồn thôi chứ khủng hoảng thì cũng đỡ rồi. Chị lần đầu tiên chị nói chuyện với em á, chị cảm giác được là em đang còn rất là buồn và rất là khủng hoảng á. Buồn thì buồn á chị, vậy là ở mình mà. Ở mình hả? Nhưng mà cũng gán dạ. Gán chịu đựng đi em. Chắc là không dám được. Không có. Thì nói chung chị chịu thì có con với nhau rồi thì nó khác gì đó. Nếu mà không có con thì nó nhanh rồi thì cho nên thì thương con thôi chứ không có gì hết. Tại vì suy xét là cái không được gặp con, không được gặp hơn luôn. Oh. Chị không? À. Dạ. Thì gặp lén cũng vẫn được chứ. Nhưng mà thôi, em nghĩ thôi đợi, chắc đợi thời gian đi. Chứ đụng qua nhiều chuyện quá chị ơi. Ừ, thôi thì em cố gắng tù tội mà mệt lắm. Đúng em rồi. Không làm ăn gì được hết, chị không? À, chị cũng thấy vậy đó. Thôi em cố gắng nén lòng đi, đừng có gặp hai người đó, nó không mệt cho em đó. Mà có người nói với chị là em bị như thế 9 lần là bị nặng đó, không phải nhẹ đâu á. Em coi chừng... Em bị nặng mà. Coi chừng khi mà em... thì nêu thẻ xanh á là sẽ gặp vấn đề đó. Dạ đúng, đúng luật sư vẫn có nói với em là em sẽ khó về vấn đề mà nhập tịch đó. Hoặc là renew lại cũng vậy, khó nữa. Thì em cũng đã quyết định rồi thôi. Một là ấy con không đi về Việt Nam ở thôi. Không còn đường lựa chọn hả? Nhưng mà bây giờ thì phải cố gắng đi làm để cho lỡ mà có xảy ra chuyện gì á thì em phải có, em vẫn có tiền. Thì dạ em biết chứ. Thì sau khi mà chị đăng video của em lên á thì có nhiều người tư vấn nói với chị như vậy đó. Rồi có hai chỗ này là mà muốn em đi làm cho họ. Nhưng mà em phải hỏi cái chỗ mà em ra trình diện đó, người ta có cho em đi hay không. Nếu mà em người ta không cho em đi á, em đi người ta sẽ bắt em á. Ồ em biết chứ, nếu mà em đi là em phải hỏi cái cô mà quản lý của em chứ. Ờ. Dạ. Em phải có giấy tờ đầy đủ em mới đi được ra sân bay chị. Rồi còn đi thử nước tiểu thì một tuần hoặc là 2-3 tuần gì đó mình đi thử một lần. Dạ. Thì cái đó thì mình thích khe được thôi. Cái mày mà ở tiểu bang làm chị. Tennessee hả? Tennessee là tiểu bang hả? Em nghĩ là Tennessee á. Chứ mà em, dạ. Chắc vậy quá. Tennessee. Nói dạ. Mà chị ghi lại mà thì, nhưng nói chuyện xong á, rồi chút nữa chị mới ghi lại nên nó chị cũng không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà dạ, cái anh, chỗ của anh này á là ảnh có 3 cái shop sửa xe luôn, ảnh có 2 shop sửa xe, con gái ảnh có 1 cái nữa.
và có tiểu bang ảnh ở là người Việt rất là ít và người Việt làm nghề sửa xe cũng ít nữa, cho nên ảnh nói ảnh cần người sửa xe, à, người thợ biết làm sửa xe đầu qua bên chỗ anh làm. Dạ. Ok. À, nhưng mà ảnh cũng nói với chị á, là phải dặn với em là em phải hỏi cho rõ chỗ mà nó quản lý em á, nó có cho em đi hay không. Nếu mà nó không cho em đi mà em đi là nó bắt em. Em biết chứ chị. Em đâu có tốt biết. Dạ. Tại cái anh này anh cũng hay lắm, anh cũng có biết được nhiều luật lắm á, tại anh kinh doanh đó. Có nhiều luật mà anh nói mà chị không nghĩ ra mà nó vẫn bị. Trời. Em nói thiệt chị, sinh đời cha sinh mày đẻ ra tới giờ em gặp người đàn bà. Nhưng mà ai cũng mắc cười em hết, tại sao mà một hai lần đã sợ rồi mà tại sao em để tới 9 lần luôn vậy? Một hai lần là sợ chị hiểu không, nhưng mà cái lúc mà Si gọi em cảnh sát phải không? Si không có vô cảnh sát, Si bê em ra đâu ba mà. Rồi gia đình em cũng đâu có bê em ra đâu, tự em phải bê em ra. Rồi em về nhà em ở với her vẫn bình thường, chị hiểu không? Nó thì á, em nghĩ là thôi, tại vì em biết là em giận thôi. Em giận là em để trong lòng thôi, em không có nói, nhưng mà em muốn gia đình để em nói chị không có chuyện á. Rồi mình cứ sống là về bữa nữa có chuyện là sẽ gọi cảnh sát em tiếp, chị không? Nhưng mà tại vì Si đã có cái ý nghĩ trong đầu vậy rồi. Thì em nói thiệt chị cứ cãi vã thôi. Một lần đầu tiên em nói thiệt em lỡ tay, tại lúc đó em vỡ tay, em đánh hơi bị sưng ngay mắt á. Rồi cãi vã sau á thì em lỡ em đánh hơi đó, là lần đó thôi, một lần trong đời đánh có một lần thôi, rồi mấy lần sau là một em chỉ cãi vã thôi hả? Em đụng, em đánh con gái luôn đó. Rồi sau này rồi ở về nhà ở, rồi Si lúc mà đẻ con thì Si ở nhà một năm, đâu cho hơi đi làm đâu, thì tại hơi cho con bú. Rồi lúc đó Si cũng đâu có bằng neo đâu. Ở nhà em đi làm, rồi chắc ở nhà nó suy nghĩ nhiều quá, bị stress sao. Nói chung là lúc mà đẻ con xong là nó đổi tính chịu. Dạ rồi, chứ đâu có mà ai mà gọi chồng tới chính là xét đâu chị. Đúng rồi. ai nói nghe nói 9 lần á cũng nghe thấy phát sợ hết á, tại vì người ta nói là một hai lần là người ta đã sợ lắm rồi, mà em 9 lần luôn, mà 9 lần đó là em chỉ quánh có một lần thôi, và mấy lần sau là chị cãi nhau thôi phải không? Mấy lần sau chị cứ cãi vã thôi, rồi cái gì hết, rồi cứ Si cứ gọi như vậy thì cảnh sát nó cứ tới hồi đi. Tại ở Mỹ này cái chuyện gì á, rồi nó tới nó cứ bắt mình lần trước rồi tới sau, chị không? Giống như cái lần hồi bữa em mới kể chị là em ra tiệm nail để em cũng bắt em, tới bắt em được cũng rồi em cũng bà em cũng tự bon em ra, rồi xong rồi tuần sau nó gửi giấy về nói thôi mày không có tội gì hết, chị thấy không? Chị em cũng còn giấy tờ đấy. mà em không nghĩ sao nó là cái, tại vì em biết là cái đường của Si muốn á, rồi Si muốn giữ con một cái, rồi Si muốn á là sống kiểu mình xin cùng ôm vậy á, hiểu không? Tại bây giờ dạ vậy thì nếu vậy thì từ đầu đừng có làm cái kiểu đó, thà nói đi chứ đừng có kiểu mà cứ lương lương lỡ dở tới 8 năm chiều không? Đúng rồi. Rồi chơi kiểu này thôi. Thì nói chung Si cũng kiểu muốn hại em đó. Nếu thật sự mà nếu mà chị không, em tại nên em nghĩ á, nếu mà Si không muốn hại em á thì Si không làm vậy đâu. Nhưng mà chị hại em chắc Si còn nghĩ chắc khỏi cho thằng này về, khỏi về Việt Nam cưới vợ luôn. Khỏi về Việt Nam cưới vợ luôn, về Việt Nam ở đó đó luôn. Cũng cưới vợ được chơi, chị chơi cho nó bay giấy tờ luôn.
chung đi đàn bà họng rồi sợ giờ sợ chỗ gì ở lạnh không hả? Chỗ gì ở bây giờ đang lạnh không? Không, chỗ của chị không có lạnh, chỗ chị không có bị tiết, ít lắm. Bên đây cũng ấm chứ không có lạnh như bên em. Bên em mùa này lạnh mà ngồi trong nhà mình nữa chắc là rất là buồn phải không? Dạ đúng rồi, cái xứ này buồn lắm chị ơi. Dạ. Dạ. Rồi sao này mấy hôm nay em có liên lạc với cha mẹ em không? Không, ở nhà em không liên lạc ai hết. Em cứ ở nhà em coi phim vậy thôi. À. Dạ. Nhưng mà ở nhà. Đi ra đi đâu. Nhưng mà ở nhà vậy lâu quá rồi tiền đâu xài em? Dạ, em cũng có đi làm với chị thì cũng có xài bớt. Em giờ cũng đâu có xài gì nhiều đâu. À. Dạ, lâu lâu mua có thuốc hút vậy thôi. Em đâu có uống rượu đâu. Em đâu có ăn nhậu đâu. À. Dạ. Không, ý chị nói là tiền nè, tiền nhà nè, tiền bảo hiểm xe nè, tiền điện nè, dạ, tiền nước nè, tiền ga nè, mấy cái tiền đó đó. Thì đó thì cũng có để dành xíu. Nói chung để dành chắc cũng gần hết. Thì không có thì bán xe thôi. Không, bán xe lúc đó là em mệt thiệt á, tại vì ở bên đây không có xe đi là không có đi làm được đâu. Thì em nói đó, thì tới đường cùng thì phải gì thôi, gì hiểu không? Dạ. Chứ chị ở Mỹ này ai cho mượn cho chị. Dạ. Rồi đó, là có một chị nữa là muốn em á thuê em qua làm chợ trong chợ của gia đình chị. À, tiểu bang dạ. Nào chị không có nhớ, nhưng mà chị nghĩ chắc em thích làm nghề sửa xe hơn phải không? Dạ em nghĩ chắc xe em làm em thích hơn. Dạ. Chút nữa nói chuyện xong rồi á thì chị sẽ đọc số phone của anh này để cho em nói chuyện với anh. Dạ. Ừ. Dạ. Nếu mà tranh thủ xin được thì tranh thủ đi làm đi để em coi trước khi trở thành vô gia cư. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cố gắng không để hoàn cảnh nó xảy ra đâu. Dạ. À, còn làm được thì phải cố gắng làm, có cơ hội thì phải cố gắng làm. Dạ. À, chị nghe nói nếu mà theo luật á, nếu mà em đi cùng một lề với cô ấy đi phía trước, em đi phía sau, hoặc là em đi phía trước, cô ấy đi phía sau cũng không được nữa, phải không? Không được chị, phải ở cách xa nhà 100 dặm á. Ờ. Trời đất ơi, rồi lỡ thí dụ đi trên đường gặp nhau, đi vô chợ đi, gặp nhau rồi phải làm sao? Thì cho nên là em nói chị là em bị 9 lần á, tại vì em cứ bị xé đất hoài à, cứ bị gài không à. Ồ, chứ không phải là tại vì em bị về nhà nên mới bị hả? Nó có 2-3 lần nhà thôi, nhiều lần sau là cứ gài em xong rồi chơi gọi xác. Nhưng mà em không có chạy là em cứng đầu như vậy á, thì em chạy thì nó kiếm em không ra thôi. Ồ. Khi nào nó gặp em thì nó sẽ bắt thôi chị không? À. Nhưng mà đã nói rồi, người ta cố ý chơi mình thì... Nói chút thôi. 4 lần. Bốn lần là hai đứa chung một cái quả. Em đã chạy rồi. Vậy không? Rồi xong 1-2 tiếng sau em đi về nhà lại. Mình về nhà mình gặp nó, nói chuyện luôn, nó cầm phone, nó nói chuyện, nó xác tính bơ à. Em nói thiệt chị á, nhiều khi cái tính em nó cũng cứng ghê, em cứng đầu ghê. Em muốn thử cho ra nước, ra cái, ra xác luôn chị, hiểu không? Dạ. Nhưng mà lúc mà nó cầm nó gọi điện thoại, nó ngồi nó làm, nó gọi xác rồi nó ra, nó mở cửa xác ra, em nói thiệt chị á, em khóc luôn, chịu đủ. Nên là chung là nhớ mấy cái đó khó chịu chị. Chị. Không có sao em, chị hiểu mà.
Là 4 lần. 4 lần khi em về nhà, rồi mấy lần sau á là gặp ngoài chợ thôi. Mấy sao thì cũng ghé thăm vậy đó chứ, cũng cũng có cái quả vậy không? Thì cũng cứ nói chung là em cũng cứng đầu mà em cũng thương con chị hiểu không? Chị nhớ nó. Em còn lúc đó em cũng còn thương hơn, nó thương con nhưng mà em vẫn còn thương hơn. Đúng. Chị ơi, xin lỗi chị. Không có sao đâu em, cứ tự nhiên. Cảm xúc của mình mà không có giấu được. Là mấy lần sau đó em cũng đi về thăm con. Thăm con nhưng mà em ở đó mấy ngày hả? Hay là em chỉ mới thể vô thăm thôi? Cũng ở nhau mấy tháng với chị, mấy tháng rồi cũng cãi quả, nói chung cái chuyện của em không có gì hết chị không, chỉ tức là mọi tại sao mà lý do gì mà chị cứ gọi hoài vậy, thì nếu mà không muốn nữa thì đừng lui tới nữa chị không, dạ thì đừng có liên can nữa, cứ vừa vừa 8 năm mà ly dị đó là 2 năm là đã năm 2016 là đã ly dị rồi. Thì cứ kéo 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 dài vậy đó. Tiền bạc thì em không có nói mà nói chung là em chỉ nhớ con thôi. Đâu có gì đâu em, cảm xúc thì của mình mà. Nhưng mà em nhớ con, nhưng mà em phải cố gắng đi. Chị nghe nói là em phải trong vòng 3 năm đó, em phải cố gắng đi làm, đóng thuế, rồi không được gần, không được tới gần hai mẹ con đó. Dạ em có khai thuế mà chị, em có khai thuế mà. Em cũng có khai thuế, cũng có income. Dạ. Nói chung em cũng có business ở đây chị hiểu không? Mà bây giờ em muốn bỏ tư ban này em đi à. Em không muốn ở đây nữa. Dạ. Làm lại thì đầu thì cố gắng đi em. Từ từ con á thì từ từ ổn định rồi thăm nó. Dạ. Thì em như tức cái tại sao người ta sống với mình, người ta hiểm gì chị hiểu không? Mà cái số phone của em á, sao em không đổi số phone khác cho khỏi mất công liên lạc với nhau luôn? Tại cái số phone này của em á, là em có business đó, em có khách rồi á. Dạ. Cho nên em mới giữ, chứ không thì em cũng đổi lâu rồi. Em có khách cứ rồi. Khách của em là em mất hết luôn á chị. Em có tới 100 người khách luôn á. Cũng hơ đó, hơ phá cái phone em.
vô hát cho cái phone em mà mất khách hết luôn á chị. Một năm chị làm còn cái 100.000 á. Wow, giỏi dữ vậy đó. Chị là mất thì bên này em cũng đang còn xe chốt còn hết mà. Vậy đó hả? Xe chốt còn đồ nghề còn hết mà chị. Vậy em rồi có hết còn em đi làm rồi sao? Dạ. Thì em đi thì em quẳng em tròn em thôi. Ồ. Dạ. Ở Mỹ mà chị em đâu phải dễ mà. Đi vác cái bơ mấy bộ áo rồi đi thôi. Dạ. Nhưng mà hiện tại giờ cái business của em làm cũng ok mà phải không? Mà tại vì em muốn đi làm xa thôi. Dạ tại em muốn đi thôi. Khách còn nhiều thì giờ em đâu còn nhiều khách đâu. Giờ em đưa cho em thôi. Em đi em cho nó hết thôi. Ồ, em của em cũng làm business giống như em. Dạ. Ồ. Em cũng đang làm nghề này. Nghề này bên này có tiền không chị? Vậy hả? Dạ. Nhưng mà em dù gì thì em nó cũng giúp đỡ em mà phải không? Thì giờ nó cũng có vợ con rồi. Em đâu còn ai giúp đỡ chị. Em cũng làm quá chừng mà phải không? Dạ. Em cũng giỏi quá chừng mà. Nói chung bên này em cũng giỏi mà làm thôi. Nói chung mà 8 năm này rồi em không có thấy được. Em giống như người điên. Dạ. Nên em nghĩ thôi chắc để mình đi chỗ khác thử sao. Dạ. Chứ thật sự chị từ 2011 tới giờ là 23 chứ 23, 24 tới giờ là em không có cảm giác giống như là sống trên đời này. Trời đất ơi. Dạ. Từ lúc cái vợ có con cái người giống kỳ chị. Cũng mong con vợ em nó dữ lắm chị ơi. Mày lúc xưa quen nó đâu có giờ thấy vậy đâu. Hồi xưa tôi quen thấy hiền quá hả? Thiệt, nó thiệt chị, dạ. Ngày xưa lúc em quen nó giống như em bất cần vậy đó. Ngày xưa tại vì em thanh niên mà chị hiểu rồi, thanh niên lớn thì em bất cần lắm. Dạ, rồi quen nó 7 tháng. Trời, nó thương mình ghê lắm kìa. Rồi em bỏ nhà em đi xuống chỗ nhà nó ở. Tại xưa nó ở có mình rồi, nó bước có mình á. Cái chết mẹ rồi. Rồi xong rồi em gọi về mẹ nó. Rồi xong rồi em hứa rồi xong cũng mấy tháng sau là em cưới liền. Tại em cũng phải cho người ta cái danh phận gì hiểu không? Tại con gái ở bên đây có một mình nữa rồi. Không có cha mẹ, có bà gì bên đây. Nói chung thì em cũng làm tròn, thật sự là chưa tròn cái chồng gì hết không. Nhưng mà cũng vài bữa con mình nó lớn rồi nó cũng thấy là mẹ nó cũng cưới được bạn. Không có phải là không cưới, không hỏi gì hết, chị không? Dạ. Trời, đám cưới em tới 30 bàn luôn mà. Ở bên Mỹ này mà đãi 30 bàn á là cũng là lớn rồi đó. Tại người Việt ở bên Mỹ này đâu có nhiều đâu. Gia đình em bên đây đông chị. Dạ. Ôi, đám cưới em lớn. Mà em cũng sắm sửa cho đầy đủ. Nói chung không biết. Nó muốn có cuộc sống vậy thì thôi. Em bà khó hiểu quá chị ơi. À, lúc mới đầu á là em có thương hoa thật lòng không? Thật sự không. Lúc đó em còn quen với một cô bạn gái cũ mà phải không? No, em không có quen gái bạn gái cũ, lúc đó bỏ rồi. Vợ em nó là người dành với em, dành em mà.
con bạn gái cũ tới nhà em mà nó ở đó, nó ra nói là hôm nay tôi quen ổng vậy 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 thôi. Dạ, sự là vậy đó. Rồi thật sự em mới nói cũng lúc đầu thì cũng có mấy năm đầu cưới cũng có quậy quậy vậy đó, rồi sau này mới mới tùm lum chuyện mà em biết tại sao. Chắc nó muốn chọn cuộc sống vậy. Thật sự thằng người ngoài làm em vậy em cũng đau chứ. Người 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 chị hiểu không? Bị cái người mà nằm chung mình á, bán đứng á, chị đau lắm. Nhưng mà có cái điều là chị không hiểu là sao mà tới 9 lần dữ vậy em. Là chị cái chính là tại sao nó làm vậy á hả? Đâu, chị họ không hiểu là tại sao nó kêu cảnh sát bắt em nhiều lần như vậy mà em cứ quay về hoài á. Đó là em tội cố chấp phải không? Chị hiểu không? Tại vì chị hiểu biết sao không? Tại sao nó không có cớ để nó làm nó đuổi đi, tại nó lại ở nhà của em. Tất cả là cái gì của em hết. Cái nhà của đó là em mua. Dạ, của ba má em chứ không phải của em. Dạ, của ba Mà má nhà đó em ai đứng đứng tên? Em đứng tên hả? không không em không có đứng tên gì hết chị. Em đứng tên chắc giờ cũng xong luôn rồi. Cho nên là cái thế là như vậy, hiểu không? Cho nên là bắt buộc si phải phải ở chung. Rồi xong rồi 2019 là Si mới mua cái chỗ riêng Si mua ra đó. Lúc Si mua ra thì em cũng cũng đâu cho em về đâu, chị thấy không? Rồi xong rồi sau này nghĩ sao cũng cũng cho em về đó ở, ở được sau cái tháng em về cũng đâu phải là ở phi đâu chị, cũng tốn mấy chục ngàn Để hàng sửa tháng cũng phải nhà đóng tiền ăn uống gì không. hả? Dạ thì nói chung là về được cái con là vui rồi, không không cần tự nghĩ cái đó. Về đó rồi cũng cũng đó được cái chỗ của nó, rồi nó lấy cái thế là nó nói ở dòng ngày xưa có cứ đuổi tôi 2 3 ngày đuổi tôi ra hoài. Bây giờ nó thù em, nó đuổi em lại vậy. Em có đuổi nó Nói chung giọng thì mình nói vậy thôi chứ em đâu có cầm mà đồ của nó em quăng ra ngoài đâu chị. không? Đúng quá, không ngờ nó làm cái này, nó chơi nó trả thù nó chơi thiệt. Nó chơi còn ghê quá. Ghê quá, sợ quá. Nói nghe nè em, cô bà cô vợ của em á, hồi trước á, là du học sinh hả? Ông bà ngoại nó bảo lãnh qua. Ông bà ngoại nó bảo lãnh qua Dạ. đi định cư hay là đi du Định cư á chị, lịch? mà mẹ mẹ của nó đi qua với nó, rồi mẹ nó qua đây buồn quá xong đi về, tại bà bán ở chợ Bến Thành á. Dạ rồi xong rồi bà chạy về, bà chạy bà về rồi xong rồi sẽ ở đây mình rồi sẽ đi học học cũng ra gì đi làm hãng. Nói chung nó nghiệp gì á, mấy thằng bạn trai của nó ở thứ ba này á, là em biết hết á, đâu có nào được giống em đâu, tại vì em quậy quá thôi xíu thôi. Nè em cho chị coi đồ của em nè, còn hết mà. Quá chừng đầu luôn ha. Em dân cái xe rồi em mà xe nè còn hết mà. Xe chết luôn hả? Dạ Trời ơi. bữa mới bị tan trộm đồ. Xe chết đó chở đồ luôn. Chiếc xe chết đó bán cũng mắc tiền lắm không em?
Ồ, chiếc này nếu mà bán thì cũng được cỡ 1.000. Thì thôi, ráng để dành đi, lỡ có chuyện gì á thì có tiền xài. Việt Nam thì em cũng còn gia đình mà. Ủa, Việt Nam em cũng còn người hả? Trời ơi, em là cháu đích tôn ở nhà. Vậy đó. Dạ, gốc em là gốc người Huế. Em ở Huế. Cháu cháu đích tôn mà bây giờ Ba em mẹ còn là em ở ông Huế. bà không? Ba mẹ em là ba em là người Huế. Mẹ em á là người ở Bình Định. Dạ, mà sanh em ra thì em sanh ở trong Nam, gần Đà Lạt đó chứ không phải trong Nam, ở Ninh Thuận á. Chị biết Ninh Thuận không? Chị có nghe nói à, chị đâu có nghe tiếng của em giống người Huế chút Thì em ở gần đây, nào em rẻ trong Nam mà, gần Nam á, Sơn Trang trong Ninh rồi đó, em ở gần đó đó. Vậy là Dạ, giờ giờ ở Việt Nam gia đình của em cũng còn thân nhân ở Việt Nam, còn nhiều. anh chị em có không, anh chị em của em á? Không, dạ không có gì. Em là lớn nhất, còn còn bà con thì nhiều nhiều lắm. Gia đình Dạ, em cũng thuộc dạng khá giả đó, nề nếp quá không, cho nên em như thế này ba mẹ em buồn cái gì? thì nói chung mày cũng đề đẹp, thì có mình em là quậy chiếc nhà chiếc sớm. Dạ, nói chung thì quậy thì cũng không có quậy gì. Em quậy thì em cũng có làm gì, hiểu không? Em làm thì em quậy tiền của em thôi chứ không có tưởng ai hết. Dạ, nói chung là tại vì vợ chồng không vui, ông bà buồn thôi. Dạ, thì cứ là nó làm như vậy hoài á. Rồi mẹ em cái bà bất mãn luôn, buồn hồi xưa nó hổn mà má em đứng đó mà nó chửi. Chửi má em luôn hả? Mà sao má em, gia đình em lại thương lắm. Chuyện mà đau chứ. Em không có miệng lưỡi được, em tính em nóng lắm, gì em nói thẳng là em nói thẳng à, thì cho nên chắc họ không 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 ưa em. Với ba em là không có hợp tính, em với ba em mà gần nhau chừng 15 phút là xong rồi đó, banh cái nhà luôn. Cãi nhau là hả? là khắc khẩu á chị. Trời ơi, em với ổng là khác ghê lắm. Mày ở nhà mà khắc khẩu. Ba em là tuổi Dậu, em là tuổi Sửu, thằng em á là tuổi Tỵ. Mà em thằng thằng Út á lại hạp với ổng, mà em là không Hồi lúc mà em chưa lấy vợ á là em có cãi nhau với ba em chưa? dạ. Hồi lúc mà em chưa lấy vợ á thì ba má em nó có thương em không? Em có cãi nhau với ba em không? Không, không có. Xưa em ngon lắm. Em qua Mỹ này á là ít có, em đi học xong rồi qua Mỹ này là ba em bệnh, cho nên là em phải không có đi học được nữa. Dạ, ba em bị bệnh thận á. Qua Mỹ là vừa tới bước chân qua Mỹ là tháng trước tháng sau là bị bệnh hư hai cái thận liền. Dạ, rồi chị nghĩ đi, bên Mỹ này đâu có ai giúp ai đâu chị, Đúng rồi. mấy ông chú rồi đó đâu có giúp đâu chị. Thì nói chung là thôi, chuyện đó thì số phận rồi, thì đó thì cũng cũng lận đận cái đó. Rồi qua nên em mới đi học nghề, là học nghề xe, tại ở Việt Nam là ba em là làm xe. Và em cũng biết Dạ, rồi cho nên học nó mau không có biết ở Việt Nam đâu, em là giống như phật tử vậy. Không đúng, qua em biết mùi xuân gió, và biết qua biết đây em học nghề. Dạ, qua đây em làm, đi học về giúp chú rồi làm ba ba năm mấy, 4 năm là em ra mở tiệm em làm. Và đi học nghề Dạ, xong rồi có tiền đâu ra mở tiệm hay vậy?
làm nghề xong rồi có tiền xíu để dành để mua xe làm rồi bán chị. Ngày xưa không bán xe được. Dạ, anh dành rồi tại cái người mà chỗ ngay vô cái tiệm em làm á, họ không có muốn làm cái nghề đó nữa. Thì thôi em mới mới mua take over lại. Dạ, nói chung cũng phải mình em mà Hùng với một người nữa gì không? Dạ, phải làm tới 2010 là em banh xác. Không có lời hả? Có lời với chị, có tiền nhiều lắm á, mà ăn chơi không à. Trời, lúc đó là chủ rồi nên lo ăn chơi không phải không? Ăn chơi cờ bạc nghỉ đi, đi lên đó ngày chậm 10 ngàn 20 ngàn đánh bài đâu có lạ gì. Trời đất ơi. Game vậy thôi. Lúc Sợ đó là em có vợ chưa chưa? là lúc đó là em quen con nhỏ bạn gái cũ của em á, là 8 năm em quen nhỏ đó 16 tuổi, tới lúc nó 24, 25 tuổi là bỏ. Bởi vậy bây giờ mới bị quả báo phải không? Em lúc dậy quá nó cũng đàng hoàng với người kia lắm à, chứ em đâu có bậy bạ đâu chị. Vậy hả? Dạ chị nghĩ đi, em quen 8 năm là chị nghĩ cỡ nào rồi, nếu mà em bậy bạ em đâu có quen tới cái mức độ đó đâu đúng không, tại vì người ta bậy bạ với em, Vậy hả? người ta đi làm đám cưới giả không có nói em, Vậy đó hả? mẹ của người ta cần tiền chị hiểu không. Trời ơi, cái ngày 30 Tết á, mẹ nó tới mượn tiền em đó chị, Vậy đó. mà em nói thôi, tại người Á Đông mình á, là lúc đó em còn một mấy ngàn á, thì em cũng đưa, thì em nói á, mà tại vì em cũng giữ cho bả thôi, nói tại vì ở trong năm á, không có muốn cái xui chị đúng không, tại vì mượn tiền thiếu tiền rồi là cái xui đúng không chị, thôi em nói thôi đợi qua năm đi rồi anh đưa, cái năm là bà hỏi tiền để em kêu thôi đợi qua Tết đi rồi đưa đúng không, cho tốt cho bà thôi, thì cũng có mấy ngày nữa đâu. Nó về nói mẹ nó sao á, mẹ kêu nó dọn đồ đi liền, tại lúc đó đang ở nhà em, cái xách quần áo đi là nói rồi xong. À, cái đó là lần thứ hai mẹ nó kêu nó đi qua Cali đám cưới, đang sống với em vậy đó, bỏ đi một hai tuần lễ em không biết ở đâu luôn, Hỏi không được cả. tôi một đồng vậy không biết tin tức gì luôn, sau này về lại với em được năm á, một năm sau á mới về lại được ở chung với em, Đi một năm là luôn. 2009 á, 2009 sẽ về lại với em. Rồi em mới tìm hiểu đó, rồi chị mới khai đó, rồi đó là đám cưới, là cái tiền nó có tồn tại không cũng xong, nó nói giúp mẹ nó thì mình tin giúp mẹ nó thôi. Dạ rồi cái lần mà bỏ lần hỏi mượn tiền em 10 ngàn, em kêu đợi qua Tết đi mà không không chịu. Là cái lần mà đi Cali về á là đi một năm trời mới về luôn hả? Nó cũng vẫn về ở đi Cali đám cưới thằng đó bên Las Vegas để cho nó ở lại được ở ở Mỹ, Chị biết rồi, nhưng mà nó đi bao lâu rồi nó quay trở về với em á? trong thời gian đó một năm á là nó quen thằng đó luôn, thì đàn bà mà chị biết rồi, quen đó sao bằng được em, nó cũng quay về lại à. Dạ cũng quay về rồi, rồi nói là mẹ hơ bày hơ này nọ tùm lum hết, thì thôi em cũng bỏ qua, thì nói chung thì nó cũng nứt rồi, nứt ở trong lòng rồi chị không. Đúng rồi. Dạ, ừ, cái đó đau chứ chị, lần đó em ra nhà thờ mà em ngồi em khóc, trời cũng mấy chục đời em, xong rồi kỳ cục dĩ không biết,
em kiếm nó mà như điên vậy chị, cho nên nó nói câu cảm giác thất tình dễ sợ quá chị á. Trong đời em á thì chưa bao giờ đau gì mấy cái vấn đề này ạ. Là cái vấn đề này là em chỉ có đau gì con em thôi, chứ em không có em không có gì hết hệ, chỉ con em thôi. Tại sao nó ngăn cách em như vậy chị không? Em tức trong lòng thì thôi. Tại vì máu mủ của mình, tự nhiên cái 12 giờ khuya, 1 giờ sáng nó gọi, nó nói em nó có bầu, chết mẹ rồi. Cái nghĩ xong rồi, chết rồi. Rồi em nói với ba mẹ, ổng quả không nói chuyện với em mấy tháng luôn. Vậy đó. Giỏi luôn, giận luôn. Tại lúc đó ba má em đâu cho quen nó đâu. Vậy đó. Lúc đó không tại cho nó... quen mà sao bây giờ tại thương nhiều dữ vậy? Tại vì sao? Anh mà biết vậy chứ. Hả? Lúc đó ông bà ghét nó ghê lắm. À. Dạ, nó lên nhà em là nó phải mua đồ ăn. Nó không phải là nói em gì nha, nhưng mà em kể đi cho chị nghe, chị hiểu. À. Là vậy. Trời ơi. Ông bà ghét nó ghê lắm. À. Tại vì thấy là một thứ nhất là cái tuổi nữa mà à. Lúc đó em giống như thằng điên gì vậy không, vừa mới bỏ cái con 8 năm này gặp con này rồi à. Để cho quên đó à. Ừ, nó chơi sao lúng luôn, tự nhiên khùng điên thì cái à, lại cái tuổi là thứ nhất rồi. Nó bây giờ bà cứ mà nói em là nó đó, tao nói mẹ cũng nghe. Thì cái số con em nó tức ghê lắm. Nói chung là em muốn làm tròn trách nhiệm mà thì cũng phải mình thanh niên mới lớn mà chị, phải cái gì cũng phải chỉ, cái gì chị không à. Cũng cái gì cũng em muốn có mà em nghĩ em đâu thiếu cái gì đâu. Nghe em nói thì em làm cũng khá là giỏi, làm cũng khó, có tiền đó em. Nhưng mà là trong là em có giữ được tiền không? Hả? Dạ. Nhưng mà... thì em cũng làm cũng có tiền. Ừ. Mà cũng xài dữ lắm chị. Đánh bài đó hả? No, em không có đánh bài nữa, không bài bài, không gì nữa hết. À. Em bỏ cũng được 6 cái năm này rồi, 6 năm rồi. À. Em không đụng vô football, không đụng vô bài bài, không đụng vô gì hết. Tới ngày xưa là em mấy cái đó nó thật sự tứ đố tường á. Em thật sự á, em dính cũng phải 3, 4 cái. Người ta dính một cái là cũng là tán gia bại sản rồi, em dính tới 3-4 cái. Em 4 cái có, đúng, cái này em nhận, công nhận. Nhưng mà em không phải là dính mà dai dẳng vậy không. Em, từ lúc em bỏ ra bỏ hết luôn rồi, đâu có đụng gì nữa đâu. À. Thật sự. Rồi, chỉ có về sống chứ nói chung đi làm thôi. Tại cuộc sống gia đình nó thật sự với chị là em cũng bỡ ngỡ lắm. Lúc đó em chưa có chuẩn bị tâm lý làm cha mà, phải không? Nó nổi là cái gì em làm thì em cứ cho hơi tất khe hết á. À. Em không có nắm giữ gì hết á chị. Cho nên tới bây giờ thì em nói chung không còn gì hết á. Em cũng bill lại cho hơi credit. Xe hơi em cũng trả ớp. À. Nói chung là cái phần hơ thì ok rồi, cái phần con em thì em không có sợ nó đói. À. Có gì có bà má em ở đây. À. Dạ, nó thiếu thì rồi có thôi. Cho nên thì nói em cũng đâu nhiêu tuổi đâu, em mới ba mấy mà tại vì em lần đầu tiên em bị cái vấn đề này nên cho em hơi bị giống như cái tâm thần mà
không có việc ổn định á. À. Em không tập trung làm được gì hết. Dạ. Rồi trong thời gian đó thì gia đình cũng xảy ra tùm lum chuyện hết. Ông nội mất em cũng đâu về được đâu. Tại vì bị ba cái vụ cảnh sát này nó gọi em đâu có đi được ra khỏi nước ngoài đâu. Nên em mới được về Việt Nam được có 2 lần hả? Ok thôi em làm gì làm ha, để chị gửi số phone qua cho em nè, hay là em muốn chị đọc cho em ra ghi nè, em đọc em ghi. Có chị mấy chị được phục phục trợ lắm mấy chị. Cảm ơn chị nha. Dạ, Ok. em gọi chị ha. Ừ, khi nào quyết Dạ. định đi chỗ nào thì gọi cho chị biết ha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ha. Dạ. Ok, bye em, cố gắng làm Cảm ơn nha. chị. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.